chào các bạn. Hello các em. Các bạn ơi, em đã lên xem phần livestream này chưa? Đôi khát vọng tình yêu cháy trong tim này. Gặp các bạn một chút xíu rồi vì sắp thi đến nơi rồi. Đấy. Sống bắt đầu từ gió, sợ bắt đầu từ đâu, cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau. Các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha. Từng con sông ngày đêm nhớ mong, từng gọi mơ cả đến trong mơ còn thân. Xin chào các em. Các bạn lên chưa? Đợi mọi người một chút nha. Vừa gặp các bạn ở trong khóa 10 ngày xong đúng không? Chị vừa khai giảng khóa 10 ngày xong. Xin chào, chào lần 2 Cẩm Tú. Chị mệt gì? Trời ơi, có gì đâu mệt nhở. Chị lúc nào cũng kiểu tràn đầy năng lượng để gặp các bạn. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau. Sống đi giữa lòng sông, sống đôi trên mặt nước, giữa muôn chuyện cánh chờ sông qua đến nơi bờ. Từng con sông ngày đêm nhớ mong, tiếng gọi mời cả đến trong mơ còn vương. Ok, xin chào các em. Các bạn ơi, nếu như các em lên rồi thì gửi lời chào tới chị nhá. Chị chuyển cho em, chị chuyển like nhanh quá. Thế à? Đợi 1.000 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau ôm kiến thức về tác phẩm Sóng. Nối tiếp ngày hôm qua chúng ta đã ôm về Việt Bắc rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôm về Sóng cùng với chị nhé. Sao đặt đầu từ đâu, cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau. Từng con sông ngày đêm nhớ mong, tiếng gọi mời cả đến trong mơ còn thân. Lần giờ đường thành muôn tiếng đau mơ liền dòng, để đến trong năm còn vô. Lần giờ đường thành muôn tiếng đau mơ liền dòng, cả đến trong năm còn vô. Vừa thất tình xong liệu có nên học Sóng không? Cái vừa thất tình xong có phải thi đại học không? Đấy, thì đấy sẽ là cái câu trả lời cho các bạn cho cái câu hỏi là chị ơi, thế thì liệu rằng là em đang thất tình thì có nên học Sóng không? Thì đấy chính là cái hồi đáp của chị dành cho các bạn đấy. Được không nào? Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau quay trở lại ở trong cái phần phát trực tiếp này với chị. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và hy vọng rằng là buổi tối ngày hôm nay chị sẽ giúp cho các bạn của chị có thể khắc ghi được những cái phần kiến thức nền về tác phẩm Sóng trong bài thơ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Được không nào? Hiện tại là đã được 1.000 bạn đang xem phần livestream này rồi. Tại vì sao mà ngày hôm nay chị Hiên lại kiểu
phát bằng OBS các kiểu như thế này. Đấy là vừa rồi á, thì chị có khai giảng cái lớp học livestream 10 ngày cuối cùng. Bạn nào mà chưa đăng ký thì bây giờ vẫn có thể đăng ký bình thường. Còn ngày hôm nay và ngày mai cho các bạn đăng ký nữa. Đấy, thì các em có thể đăng ký nhanh nhanh để vào lớp cùng với chị đi thôi. Ok chơi nào, hôm nay là đã khai giảng thông qua về mọi thứ rồi. Đấy, thế nên là bây giờ chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong cái phần phát trực tiếp này để có thể bắt đầu cùng với các em nói về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. 11 năm rồi thì Sóng của Xuân Quỳnh chưa vào trong đề thi đại học, và nó đã trở thành một trong cái nỗi niềm của các em là em rất là mong năm nay sẽ vào Sóng chị ạ. Chị thực sự là cũng không biết được là năm nay thì có vào Sóng hay không. Nhưng thật ra đây cũng là một trong số những cái tác phẩm mà rất đáng để chúng mình phải lưu ý, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Ok không ạ? Trước tiên là từ tác giả Xuân Quỳnh nhá. Chị sẽ mở nhạc nền nhá. Các bạn đợi chị xíu nhá. Mở nhạc nền học cho phiêu nhở? Đúng không? Mở nhạc nền học cho phiêu nhá. Ok. Rồi các bạn ơi, anh chỉ sợ rằng trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết những phần thơ này các bạn ạ, để nói về cái ước vọng trong tình yêu của mình. Những cái nỗi sợ hãi, có thể đó là nỗi sợ hãi của em, nhưng cũng chính là nỗi sợ hãi của anh. Anh chỉ sợ rằng trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Hay là nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ được coi là một trong số những cặp đôi đẹp nhất, đúng không ạ? Ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Một người nổi tiếng với công việc viết kịch, còn một người thì vừa viết báo vừa làm thơ. Chúng ta biết tới nhà thơ Xuân Quỳnh với hình ảnh của một người phụ nữ như chị đã nói cùng với các bạn. Nếu như chọn ra sứ mệnh để mỗi người có được ở trong cuộc đời, thì có lẽ sứ mệnh của Xuân Quỳnh chính là sinh ra để yêu và làm thơ, được không ạ? Xuân Quỳnh sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ, được không nào? Người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Chúng ta thấy rằng là Xuân Quỳnh đã từng viết là gì ạ? Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy. Anh là người coi em là người coi thường của cải, nên nếu cần em bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời, vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống. Lại mình em với đêm dài câm lặng, mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có. Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Thế nên thơ của Xuân Quỳnh là tính linh của Xuân Quỳnh, được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị về điều này trước tiên nhé. Các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là đề tài mà bản thân Xuân Quỳnh thường viết là gì nhỉ? Xuân Quỳnh đã trải qua một tuổi thơ với đầy những cái bất hạnh. Mẹ thì mất sớm, sau đó thì cha cùng với mẹ kế, tức là mẹ hai ấy, thì lại vào Sài Gòn lập nghiệp. Thế nên là Xuân Quỳnh ngay từ khi còn nhỏ đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi. Xuân Quỳnh ở với bà cùng với chị gái là Đông Mai. Sau này thì Đông Mai có viết một cái cuốn sách mang tên là Xuân Quỳnh một nửa cuộc đời tôi, để nói về cái tuổi thơ cũng như là nói về cuộc đời của Xuân Quỳnh. Nếu như mà các bạn có mong muốn tìm hiểu về người nữ nghệ sĩ này thì các bạn có thể, các em có thể tìm cái cuốn sách này để đọc các bạn nhé. Ok chưa nào? Đề tài mà Xuân Quỳnh thường viết là các bạn gì, là gì nhỉ các bạn nhỉ? Hồi mà Xuân Quỳnh còn nhỏ thì cái đam mê của Xuân Quỳnh lúc bấy giờ là được trở thành một người nghệ sĩ múa. Và đó là lý do tại sao mà Xuân Quỳnh đã tham gia vào Đoàn Văn Công Nhân Dân rất là sớm. Và sau đó thì Xuân Quỳnh còn đi lưu diễn ở cực kỳ là nhiều nơi khác nhau. Thế nhưng sau này thì cái sự hấp dẫn
của ngòi bút, của việc làm báo và viết thơ đã lôi cuốn Xuân Quỳnh để Xuân Quỳnh từ bỏ ánh đèn sân khấu và trở thành một người cầm bút để viết báo và viết thơ, và để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái vần thơ hay ở đây, đúng chưa ạ? À, đề tài mà Xuân Quỳnh thường viết, cái mảng đề tài đầu tiên chị tin chắc là các bạn vẫn còn nhớ, gì ạ? Con yêu mẹ bằng bầu trời, rộng lắm không bao giờ hết. Nhưng mà làm sao con biết là trời rộng đến đâu đâu, đúng không ạ? Rộng đến nơi đâu, trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới, nhớ không ạ? À mẹ ơi, có con dế ở trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế. Hay là gì ạ? À, chúng ta có những cái vần thơ là gì ạ? Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con, trên trái đất trụi trần, không bóng cây ngọn cỏ. Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn có nhớ không ạ? Thế thì cái mảng đề tài đầu tiên mà Xuân Quỳnh thường viết, đó là mảng thơ viết cho thiếu nhi. Được không ạ? Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Đó, các bạn ơi, nhớ không nào? Thì cái mảng đề tài đầu tiên mà Xuân Quỳnh thường viết, đó là thơ viết cho thiếu nhi. Còn rất là nhiều những cái bài thơ khác nữa cơ, viết cho thiếu nhi. Chúng ta có hẳn một cái tập thơ đấy của Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi cực kỳ là hay. Nếu như mà ok thì các bạn có thể tìm nhá, được chưa nào? Rồi, và cái đề tài thứ hai mà Xuân Quỳnh thường viết, đó là đề tài về tình yêu. Ok chưa nào? Tình yêu là một cái mảng thơ rất là phong phú, rất là dồi dào ở trong Xuân Quỳnh. Bởi vì có lẽ bản thân Xuân Quỳnh ấy, khi mà bắt đầu cầm bút để viết ấy, thì Xuân Quỳnh đều viết bằng những cái điều giản đơn nhất, đều bắt đầu viết từ những cái điều mà tưởng chừng như là không thể đưa vào trong thơ được. Nhưng cuối cùng khi xuất hiện trong những vần thơ của Xuân Quỳnh lại thể hiện một cách rất là gì ạ? À, rất là chân thật, rất là gần gũi, rất là đời thường nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Ok chưa nào? Rồi, đấy là đề tài mà Xuân Quỳnh thường viết. Vậy thì các bạn ơi, các em ấn tượng về giọng thơ của Xuân Quỳnh như thế nào ạ? Các bạn ấn tượng gì về giọng thơ của Xuân Quỳnh? Các em ấn tượng gì về giọng thơ của Xuân Quỳnh? À, chúng ta thấy rằng là nhà thơ Pushkin cũng đã từng viết một bài thơ viết về tình yêu. Và bài thơ đó đã trở thành một trong số những bài thơ hay nhất, đúng không ạ? Viết về đề tài tình yêu. Đó là gì nhỉ? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em, âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Được không nào? Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ không? Các bạn có còn nhớ cái phần đó không ạ? Em có còn nhớ cái phần đó không? Có còn nhớ cái phần đó không? Một trong số những bài thơ kinh điển viết về tình yêu đấy, đúng không? À, chính xác. Giọng thơ gần gũi này, chân thật này, đôn hậu này, giản dị này. À, chính xác luôn đấy. Đúng rồi, đúng không ạ? Gần gũi, giản dị, đôn hậu, và luôn luôn thường trực những cái âu lo trăn trở. Được không nào? Lúc nào cũng lo Xuân Quỳnh ấy, lúc nào cũng lo hết các bạn ạ. À, nhẹ nhàng, gần gũi, giản dị, đôn hậu, thế nhưng vẫn hàm chứa ở trong đó là những cái trăn trở lo âu. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị về điều này nhá. Đấy là về giọng thơ của Xuân Quỳnh. Thật ra thì còn quá là nhiều thứ chị muốn chia sẻ với Xuân Quỳnh. Nhưng mà thôi, chúng mình sẽ tạm dừng cái phần này ở đây để chúng ta đi trọng tâm vào một cái khổ thơ mà ngày hôm nay chị muốn phân tích cùng với các bạn nhé. Trước tiên chúng ta cùng nhắc nhớ về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này đã. Bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ghi giúp cho chị một cái mốc thời gian, đó là năm 1967 và 25. Được không nào? À, các bạn viết rất là nhiều về thơ tình. Đúng là những người gì đấy ạ? À, đúng là những người gọi là bắt đầu chớm có những cái tình cảm rất là trong sáng và đẹp đẽ đây rồi, đúng không nào? Các bạn ơi, nào, hãy ghi nhớ giúp chị nhá. Hoàn cảnh sáng tác thì chúng mình sẽ chỉ cần nhớ giúp cho chị về hai cái này thôi. Chị không biết tắt thông báo ấy. Chứ chị mà biết tắt thì chị đã tắt rồi, thật sự luôn ấy. Rồi, các bạn thông cảm chị nhá. Đây, nào, hoàn cảnh sáng tác.
Bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào một ngày cuối năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy thì Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, là độ tuổi đã bước qua đã bước vào cái tình yêu đầu đời của mình. Và đó là lý do tại giải thích tại sao mà những cái cảm xúc trong Sóng là những cái cảm xúc đặc trưng nhất của người con gái, người phụ nữ khi đặt chân vào tình yêu. Được không ạ? Ok chưa? Lưu ý giúp chị điều này nhé. Được không nào? Lưu ý giúp chị điều này. Đây là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Sóng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Chúng ta thấy rằng là bài thơ này thì bao gồm 9 khổ thơ. Và chị rất là muốn hỏi các bạn là các em muốn là chị sẽ phân tích giúp cho bạn các bạn khổ thơ nào nhất. Bởi vì trong khuôn khổ của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị không thể nào mà đi hết cả bài cùng với các bạn được. Nên chị mong là chị có thể giúp cho các bạn cái khổ thơ mà các bạn đang băn khoăn nhất. Thế à, hôm qua xem chị like hôm nay trúng tủ luôn á. Chị không hiểu tại sao nhưng tin chị hiện may mắn lắm. Thật sự luôn đấy, kiểu hay trúng tủ cực luôn đấy, thật luôn đấy. Hy vọng là hôm nào mà thi đại học thì tin chị Hiên cũng lại tiếp tục trúng tủ nhá. Được không? Rồi các bạn ơi, mấy đứa ơi, ai mà đăng ký khóa học 10 ngày rồi thì nhắn tin cho admin ngay để vào trong lớp nhá. Lớp mình hôm nay đã khai giảng rồi đấy, chị vừa khai giảng xong rồi đấy. Mới khai giảng thôi chưa học gì đâu. Nên là nhanh chóng nhắn tin cho admin để vào lớp đi. Cơ hội cuối cùng để học cùng với chị rồi. Nào các bạn băn khoăn ở khổ thơ nào ạ? Bạn nào chưa hiểu về Sóng thì inbox mình nhé kìa. Các bạn ơi, các bạn muốn khổ thơ nào đây ạ? Các bạn muốn khổ thơ nào? Khổ mấy ạ? Muốn khổ dài nhất à? Thế á? Các em muốn khổ dài nhất à? Ok, đồng ý thôi. Chúng mình có một cái khổ thơ bao gồm 6 câu như thế này các bạn ạ. Đó là gì nhỉ? Con sóng dưới lòng sông. Nhiều lúc chị bị đơ ấy. Kiểu nhiều lúc chị tự nhiên chị đơ lại 1-2 giây gì đấy xong rồi chị mới nhớ ra ấy. Kiểu vậy. Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ. Ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh. Lòng em nhớ đến anh. Cả trong mơ còn thức. Ok không? Nhá. Các bạn ơi ok không? Rồi, chúng mình có cái đoạn thơ này là cái đoạn thơ dài nhất ở trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Có thể thừa nhận một điều rằng là bản thân Xuân Quỳnh đã lựa chọn ra một cái khía cạnh rất là đặc trưng của tình yêu. Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu, bốn phương mây nước người đôi ngà, hai chữ tương tư, một gánh sầu. Nhớ không ạ? Và đó chính là nỗi nhớ. Đây được coi là gì ạ? Là xuất phát điểm và cũng được coi là cội nguồn của tình yêu. Đúng không ạ? Xuất phát điểm của tình yêu. Các em thân mến, đây không phải là lần đầu tiên nữ sĩ Xuân Quỳnh viết về nỗi nhớ đâu các bạn. Đây không phải là lần đầu tiên mà Xuân Quỳnh viết về nỗi nhớ. Xuân Quỳnh cũng đã từng rất rất là nhiều lần bộc bạch cái nỗi nhớ của mình trong những vần thơ rồi. Và một trong số những cái vần thơ đó rất quen thuộc cùng với các bạn, đó chính là bài thơ Thuyền và Biển. Phải không ạ? Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố. Đúng không ạ? Và ở đây, Xuân Quỳnh đã lựa chọn xuất phát điểm của tình yêu chính là nỗi nhớ để đưa vào viết trong cái khổ thơ thứ 6 này. Điều đầu tiên đặc biệt nhất mà các bạn nhìn nhận thấy giúp cho chị đó chính là cái ý thứ nhất. Khổ thơ này thì bao gồm tận 6 câu thơ. Phải không ạ? Tức là gì ạ? Tức là biên độ của cái đoạn thơ này đã được mở rộng. Đúng không? Biên độ đoạn thơ mở rộng. Lý giải tại sao lại bắt buộc phải mở rộng biên độ đoạn thơ như vậy, chúng ta sẽ dùng lý lẽ của trái tim. Có lẽ là khi nói về nỗi nhớ, Xuân Quỳnh đã quyết định là bản thân mình phải phá bỏ đi những cái quy tắc của nghề thơ. Phá bỏ đi những cái gì ạ? Phá bỏ đi những cái quy tắc của nghề thơ để diễn tả cho thỏa, cho đạt cái khoảng không gian mênh mông của nỗi nhớ. Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, đúng không ạ?
Có khoảng gì ạ? À, có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Thơ ca Việt Nam hiện đại có cả một khoảng trời dành cho nỗi nhớ thương. Và đây, đây là một trong số những cái nỗi nhớ thương mà tôi đã bắt gặp trong những vần thơ của Xuân Quỳnh. Người phụ nữ sinh ra, lúc nào cũng tâm niệm trong cuộc đời của mình rằng đã sống là phải viết thơ. Và thơ của mình chính là thể hiện cho tất cả cái cảm xúc ở trong trái tim của mình. Xuân Quỳnh đã yêu như vậy, yêu một cái tình yêu mà chẳng sĩ diện đâu. Nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là bên cạnh, đúng không ạ? Bên cạnh cái tình yêu rào rạt, bên cạnh cái tình yêu cháy bỏng mà Xuân Quỳnh thể hiện, bao giờ thường trực trong trái tim của người đàn bà ấy, của người phụ nữ ấy, cũng là một cái nỗi niềm khắc khoải lo lắng cho tình yêu của chính mình. Bao giờ em cũng sợ, sợ rằng là em sẽ già đi. Em sẽ thấy, em sẽ cảm thấy là mình không còn xứng đáng với anh. Không phải vì tình yêu mà là vì trí tuệ, đúng không ạ? Và em sợ rằng là, em đôi khi em nghĩ rằng là hay là em bỏ anh đi. Để cho gì ạ? À, để cho anh có thể tìm được một người xứng đáng với anh. Nhưng mà trái tim em đã buộc em vào với anh rồi, thì cắt đi làm sao nổi. Bao giờ cũng vậy các bạn ạ, bao giờ cũng thế. Đây các bạn ơi, chú ý ở đây, chú ý giúp cho chị. Biên độ của đoạn thơ này được mở rộng từ 4 câu thơ chuyển thành 6 câu thơ để có thể diễn tả cho thỏa cho đạt một cái nỗi nhớ mênh mông rộng lớn, diễn tả cho thỏa cho đạt cái sự ngút ngàn của nỗi nhớ thương. Và ở trong cái đoạn thơ này đã chạm tới cái trái tim khắc khoải nhất, mang theo một cái thông điệp. Các bạn có thể thấy ở đây đó chính là sóng nhớ bờ và em nhớ anh. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào phân tích sâu. Ở cái đoạn thơ này đặc biệt ở chỗ là cả hình tượng sóng và cả hình tượng em đều xuất hiện các bạn ạ. Đây ạ, 4 câu thơ đầu chúng ta thấy có hình tượng sóng, 2 câu thơ sau chúng ta có hình tượng em. Được chưa ạ? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phân tích trước tiên nhá. Rõ ràng là đoạn thơ này là đoạn thơ viết về nỗi nhớ. Vậy nỗi nhớ đó là một nỗi nhớ như thế nào đây hả các bạn? Nỗi nhớ này được sử dụng, được miêu tả bằng những cái cặp phạm trù đối lập, đó chính là dưới, trên, lòng sâu, mặt nước, đúng không ạ? Trên này, dưới này, được không ạ? Mặt nước này, lòng sâu này. Có thể thấy đây là một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian, đúng không ạ? Bao trùm không gian. Và là một nỗi nhớ như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À, ngày đêm này, choán luôn cả gì ạ? Bao trùm cả không gian và thời gian, đúng chưa ạ? Vậy thì đây có thể khẳng định là một cái nỗi nhớ rất là rộng, một cái nỗi nhớ khắc khoải, một cái nỗi nhớ da diết mà chúng ta có thể cảm nhận được ở trong những cái vần thơ mà Xuân Quỳnh đã viết khi nói về nỗi nhớ, được không ạ? À, phải thừa nhận với nhau một điều là khi chúng ta bắt đầu biết yêu một người, đó là cái thời điểm mà không hiểu sao nỗi nhớ thương cứ kéo nhau về bầu bạn. Không hiểu sao mà những cái hình ảnh, những cái hình ảnh quen thuộc của người đó, từ nụ cười này, từ ánh mắt này, tất cả mọi thứ cứ in đậm trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta thắc mắc một điều rằng là tại sao mà tất cả những cái đó nó cứ trở đi trở lại ở trong tâm trí của mình vậy. Thực sự là như vậy, bản thân băn khoăn nhiều lắm. Nhưng mà đó cũng là cái dấu hiệu đầu tiên để cho các bạn biết một điều rằng là có lẽ là trái tim các bạn đang bắt đầu rung rinh và bắt đầu mang theo cái niềm nhớ thương về một người rồi. Ở đây Xuân Quỳnh đã khai thác một cái khía cạnh vừa gọi là gì ạ? Rất là truyền thống, rất là quen thuộc, nhưng cũng rất là theo một cái cách rất là mới mẻ ở đây. Đúng chưa nào? Hãy lưu ý giúp chị là chúng ta có một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian, dưới lòng sâu và trên mặt nước. Một nỗi nhớ bao trùm luôn cả thời gian, ngày và đêm. Đó là nỗi nhớ của con sóng nhớ bờ. Nhưng mà thật ra là sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa sóng nhớ bờ ở đây ấy, suy cho cùng là muốn nói về cái gì ạ? Đó là nỗi nhớ của em dành cho anh. Thế nên ở hai câu thơ sau, Xuân Quỳnh đã không thể ngăn nổi lòng mình mà phải sử dụng cái từ đó là lòng em, là nơi sâu nhất trong tâm hồn của em bây giờ đang mang theo cái nỗi nhớ thương anh. Được không ạ? Mang theo nỗi nhớ thương anh. Đó là một cái nỗi nhớ da diết, khắc khoải, quặn thắt,
được không nào? Em đã phải tự tách mình ra khỏi con sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh và trực tiếp bộc lộ cái nỗi nhớ của riêng mình ở đây. Lòng em nhớ đến anh, và chúng ta có một cái cách nói lạ hóa ở đây ạ, để diễn tả về cái nỗi nhớ này, được không ạ? Cách nói lạ hóa, cả trong mơ còn thức, được không ạ? Trong mơ thì làm gì mà có chuyện còn thức được? Tại sao trong mơ còn thức được? Tức là đến cả giấc ngủ của em, tất cả mọi thứ đều có hình bóng anh ở trong này, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều có hình bóng anh ở trong này. Và đó, sử dụng cái cách nói lạ hóa này để muốn nói tới gì ạ? À, cái nỗi nhớ này không chỉ xuất hiện cả trong ý thức, trong tiềm thức của em, mà ngay cả trong vô thức cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Chị vẫn hay nói vui với các bạn rằng là cả trong mơ còn thức ở đây tức là gì ạ? À, vô thức đúng không ạ? À, trong đây có nghĩa là vô thức, có nghĩa là gì ạ? Cả trong mơ còn thức có nghĩa là gì ạ? À, có nghĩa là không ngủ được, đúng không ạ? Không ngủ được thì có nghĩa là gì đấy ạ? Chính là vô thức đấy, đúng không ạ? Nên là chị muốn là các bạn sẽ ghi nhớ cho chị cái cách nói lạ hóa này, được không nào? Cả trong mơ còn thức, một cái nỗi nhớ xuất hiện cả trong tiềm thức, trong ý thức và ngay cả trong vô thức nữa, được không nào? Lưu ý giúp chị nhá, được không? Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà viết cái đoạn thơ này thì chúng ta có thể bắt đầu như thế nào ạ? À, nếu như ở những khổ thơ trên, nhà thơ Xuân Quỳnh đã đi khai thác về những khía cạnh của tình yêu, những cảm xúc tình yêu, thì đến khổ thơ này, Xuân Quỳnh đã chạm tới trái tim tình yêu, nơi khắc khoải nhất trong trái tim tình yêu, mang theo một trong những mang theo một trong những điều mà người ta coi đó là cội nguồn của tình yêu, hai chấm nỗi nhớ, kiểu vậy. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu, được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu viết vào, xong trích thơ ra. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Một trong số những điều đặc biệt đó là biên độ của đoạn thơ này được mở rộng từ 4 câu thành 6 câu. Có lẽ khi viết về nỗi nhớ, tình yêu, Xuân Quỳnh đã phải sử dụng tới, đã cố gắng gì ạ, đã mở rộng cái biên độ của đoạn thơ để diễn tả cái sự gì ạ, diễn tả một cái nỗi nhớ choáng cả thời gian và không gian, được không nào? Sau đó chúng ta sẽ giải thích và phân tích từng ý một giúp chị, ok chưa nhá? Từng ý một giúp chị, ok chưa nào? À, các bạn thân mến, đó là cái đoạn thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Còn nếu như mà các bạn muốn gặp chị ở trong một cái phần phân tích chi tiết tất cả mọi phần thì chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa học 10 ngày. Và nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tham gia vào cái khóa học 10 ngày cùng với chị nhé. À, thêm một điều nữa chị muốn nói với các bạn và chia sẻ với các bạn về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. À, đó là như thế này. Vào năm 1988, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra cướp đi sinh mệnh của Xuân Quỳnh, của Lưu Quang Vũ và con chung của họ là Lưu Quỳnh Thơ. Họ đã mãi mãi ra đi, nhưng tất cả những điều mà bản thân Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ để lại vẫn khiến cho trái tim của những người đọc gì ạ, ngân rung theo những cảm xúc về tình yêu và hồi hộp theo từng lớp kịch mà Lưu Quang Vũ đã viết. Cái vở kịch cuối cùng Lưu Quang Vũ viết mang tên là Điều Không Thể Mất. Và bản thân chị cũng tin rằng là tất cả những cái gì Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ để lại cũng sẽ không bao giờ mất đi ở trong cuộc đời này, mà nó sẽ sống mãi ở đây, ở trong trái tim của độc giả yêu mến thơ và yêu mến kịch, được không nào? Hãy lưu ý giúp chị điều này nhé. Tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết một bài thơ mang tên là Bài Viết Ấy Vẫn Còn Dang Dở. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi tới cùng tận của con đường. Và quả thực là như vậy. Bàn tay của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trong giây phút cuối cùng vẫn ở bên nhau. Và đó là một trong số những cái minh chứng rất là tuyệt vời cho tình yêu của hai con người này. Dẫu cho là chỉ nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi nếu nằm mơ, của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà gì ạ? À, nhà chật những khoang như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông, vừa căng buồm để đi, vừa gì ạ? À, hãy lưu ý giúp chị nhé. Và hãy nhớ về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ một cách tự nhiên nhất. Nếu năm nay vào sóng, sẽ là một cái điều kiện, một cái cơ hội rất thuận lợi để các bạn được trải lòng, để viết về tình yêu của những người trẻ, được không ạ? Bởi vì chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là tình yêu là một điều không bao giờ có thể biến mất. Chỉ cần trong trái tim của những người trẻ còn đập những cái nhịp ngân rung thôi, thì chắc chắn tình yêu sẽ là khát vọng trường tồn vĩnh cửu. Ok không nào? Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem cái phần livestream này cùng với chị. Chị chúc cho các bạn của chị sẽ học thật là ngoan,
học thật là giỏi và cực kỳ nỗ lực ở trong giai đoạn này nhé. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay cho chị, được không nào? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến chị ấy, thì hãy chia sẻ thả tim cho chị này để chị có động lực tiếp tục cố gắng cùng với các bạn trong những ngày cuối nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.